chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Chào các bạn, trong cái series 4 đơn ngày buổi tối ngày hôm nay, và đơn này sẽ đi Sóc Sơn, Hà Nội, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Và đơn này thì anh gửi cho chị Hồng ha. Và chị Hồng thì cũng có một cái thắc mắc giống như chị Thảo. Khi nãy anh có test cái đơn con 677151 á, thần hộ sông đấu á, chị Hồng có nhắn cho anh Huy rằng là phải gửi đúng hàng loại 1 chị Hồng mới nhận. Anh Huy không biết chị Hồng nhận cái loại hàng loại 1 hay loại 2, loại 3 như thế nào, anh Huy không biết. Chắc có thể là những lần trước chị Hồng có đặt, nhưng mà chị Hồng nhận được cái hàng mà gọi là hàng họ sản xuất gần giống á các bạn, tạm gọi là hàng phay á ha. Còn hàng của anh Huy đang bán ở trên trang Shopee và nhận order trực tiếp với các bạn qua Zalo 0907902742 hoặc là 0907509342 là hàng của LDCX, là hãng Liên Đông đó các bạn. Cái hãng Liên Đông là hãng sản xuất ra cái con này ha. Cái hãng Liên Đông này nè là cái hãng sản xuất ra con này, và hãng chịu trách nhiệm phát hành cái bộ phim hoạt hình Võ Thần Giáp Sĩ nha. Đó, cho nên nó là hàng này tạm gọi là hàng chính hãng. Anh Phi không biết nó còn nhái hàng nào nữa không thì anh Phi không biết, nhưng với anh Phi cái hàng này nè, cái chữ TM nè các bạn thấy không, nhãn hiệu về thương mại đó, bảo hộ thương mại của họ đó ha. Đây Liên Đông ha. Đấy, và hàng cái con này chính là hàng chính hãng đàng hoàng ha, và anh Phi tự tin đây là hàng chính hãng, cho nên chị không phải lo gì hết anh chị Hồng ha. Phi sẽ gửi cho chị một con chính hãng hoàn toàn, nhưng để test được con này nó có một vấn đề là Phi xin phép chị ở chỗ này ha. Đây, chỗ này để test được chúng ta sẽ phải cắt cái dây đai này, nó có cái dây đai này chỗ này nè ha. Đấy, để test nó được, còn nếu không thì phải để nguyên như vậy không test, chỉ kiểm tra như vậy thôi. Ở đây nó sẽ có hai cái đế, một cái khóa mở đế và một cái dây rút, và để test được anh Phi phải cắt cái dây đai ở chỗ này để đút cái sợi dây này vô mới rút ra được, cái sợi dây này nó mới quay, cho nên nó sẽ mất đi chỗ này. Chỗ này anh Phi sẽ dùng dây rút để anh Phi rút lại nhé, và chúng ta sẽ buộc phải cắt cái dây đai nhé mới test được, mới hướng dẫn được cho chị Hồng cái cách trên. Đây, ở chế độ này nó gọi là chế độ con quay nhé, chúng ta có thể quay bánh sang trái hoặc quay bánh sang phải. Đây là bộ quay không đồng trục nha các bạn, anh Phi gọi đây là bộ quay không đồng trục, tại hai cái này nó không có dính với nhau mà nó quay cái bánh đà ở dưới thôi nha. Đây, anh Phi sẽ đổ vô, tùy các bạn cho quay trái hay quay phải. Các bạn bấm ngay đây nè, các bạn cầm ngay đây, các bạn giật dây quay ra, và lúc này khi các bạn buông ra là nó sẽ quay. Ui da, nóng ha. Đó, nó sẽ quay ha. Rồi, bây giờ anh nếu cần thì anh Phi sẽ bỏ xuống đây cho nó quay nha. Đây, đây, quay ha. Đấy, thì nó sẽ quay như thế này nha các bạn nhé. Đó, rồi các bạn muốn chuyển qua chế độ xe thì các bạn bấm ngay đây nè, ngay đây các bạn đẩy qua đây ha, đẩy theo chiều kim đồng hồ nè tới 90 độ, đẩy thêm miếng nữa cho nó cứng, rồi xong ha. Rồi đây là chế độ xe, và các bạn đẩy hai cái tay này lên bụp nó vô là nó thành chiếc xe không. Đấy, nó thành chiếc xe được chưa. Đấy, lúc này nó sẽ chạy như một chiếc xe vậy đó các bạn ha. Ok chưa, sau khi nó chạy như một chiếc xe xong, các bạn không thích chế độ xe nữa ha, các bạn không thích chế độ xe nữa thì các bạn đây, các bạn bẻ nó ra kéo nó xuống và chuyển nó lại, nó sẽ trở thành một con quay. Đấy, tới đây là hợp lý chưa. Rồi, sợi dây rồi. Đấy, rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đưa nó trở vô đây ha. Đã, đưa nó trở vô đây xong anh Phi sẽ đóng hộp lại như là ban đầu nhé. Anh Phi sẽ đóng hộp lại như là ban đầu, nhưng ở đây nó sẽ cần một sợi dây rút để anh Phi rút lại nhé, định hình nó lại như từ đầu nhé. Ở đây anh Phi không muốn mở nó ra đâu, nhưng mà để kiểm tra hàng chúng ta buộc phải mở ra nhé các bạn nhé. Để kiểm tra hàng chúng ta buộc phải mở ra và chúng ta buộc phải rút lại. Anh Phi thì không muốn mở, anh Phi muốn để nguyên như vậy đó, các bạn về nhà các bạn mở các bạn thích hơn, nhưng mà buộc lòng phải tháo ra để test sản phẩm nha. Phải tháo ra để test sản phẩm thì đó, rồi tới đây là xong rồi các bạn ha. Anh Phi sẽ cho vào cái hộp của chúng ta, đóng lại và đóng thêm một cái lớp bảo vệ phía bên ngoài nữa. Và chị ôi chu, chị Hồng cũng có hỏi về vấn đề khui để coi hàng, thì chị có thể khui cái hộp này, chị nhìn đây là chị biết hàng của mình. Nhưng mà anh Phi cũng có nói với các bạn rằng á, là hiện nay nếu các bạn mua hàng qua Sen Đỏ thì nó cho coi hàng và các bạn được phép khui nha. Còn các bạn mà mua qua Shopee á, là nó không cho coi, nó không cho khui đâu, giao nguyên cục, các bạn cứ nhận nguyên cục đó. Mà do lo nói chuyện với các bạn, anh Phi làm sai rồi nè,
con nói chuyện hay review anh Phi làm sai rồi nè các bạn ha. Đó, mà khi làm sai như vậy rất là nguy hiểm nha. Đấy, các bạn biết sai cái gì không? Các bạn biết sai anh Phi sai cái gì không? Đây, anh Phi sai bởi vì anh Phi không có bỏ hết cái linh kiện nó vào ha. Anh Phi sẽ bỏ hết linh kiện vào đây, giấy hướng dẫn đây, bộ linh kiện ha, đầy đủ hết rồi nha các bạn nhé. Ở đây thì trên bàn không còn gì hết, cho nên anh Phi khi anh Phi review cái gì thì anh Phi sẽ phải dọn hết cái bàn cho gọn, là vậy nhìn trên bàn là mình biết mình còn bị thiếu cái gì, và sau đó anh Phi sẽ bấm lại ha. Khi nhận hàng thì các bạn được đồng kiểm, các bạn khui cái này ra các bạn xem có phải hàng của mình hay không, và nếu đúng hàng của mình thì các bạn nhận ha. À, và chỉ sợ là bên shipper họ giao nhầm thôi, nhưng mà thời gian gần đây shipper họ giao ít khi nhầm, rất ít khi nhầm. Cả mấy tháng nay anh Phi không có bị hàng bị giao nhầm, nhưng mà anh Phi vẫn dặn các bạn là nên đồng kiểm ha. À, không đã chưa ít nhầm nhưng không có nghĩa là không nhầm nhé, cho nên các bạn vẫn phải kiểm lại giúp anh Phi cái nha, để tránh tình trạng là giao nhầm. Nếu giao không phải hàng thì các bạn nên trả lại ngay ha, không đúng hàng thì nên trả lại ngay, còn nếu đúng hàng thì nhận giùm anh Phi ha. À, rồi xong, tới đây là xong rồi các bạn ha. Rồi tất nhiên là cái clip này anh Phi cũng sẽ gửi qua Zalo cho chị Hồng, để chị Hồng xem qua ha, để coi biết rồi cái cách làm abo như thế nào. Một cục nữa ha, và cục cuối cùng là cục siêu nhân thần kiếm. Siêu nhân thần kiếm thì nhanh thôi các bạn, anh Huy sẽ kiểm nhanh thôi và anh Huy cũng sẽ đóng hàng nhanh thôi. Rồi tới đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các đơn hàng kế tiếp của Abo nhé.